Phiên tranh luận đầu tiên trên truyền hình có sự tham gia của bốn ứng cử viên tổng thống là ứng cử viên đảng dân chủ đồng hành Lee jae ứng cử viên đảng sức mạnh quốc dân Yoon suk yeol ứng cử viên đảng công lý Sim sang Chon và ứng cử viên đảng vì quốc dân An choi su diễn ra vào 8 giờ tối ngày 3 tháng 2. Mỗi ứng cử viên có 30 phút để tranh luận tự do về ba chủ đề là bất động sản, an ninh ngoại giao, việc làm tăng trưởng. Thời gian này được coi là quyết định tới thành tích trong buổi tranh luận đầu tiên của các ứng cử viên. Các ứng cử viên được phép mang tài liệu tham khảo vào buổi tranh luận, một vấn đề tranh cãi trước đó. Ứng cử viên Lee Jae-myung đưa ra tầm nhìn là một tổng thống kinh tế được chuẩn bị đầy đủ, nhấn mạnh về kinh nghiệm hành chính và năng lực thực thi chính sách. Tuy nhiên, ông Y lại đang vướng vào rào cản là nghi ngờ xoay quanh dự án phát triển phường Tây Ta Trang, thành phố Songnam, tỉnh Gyeonggi. Ứng cử viên Yoon Suk Yeol đưa ra các chính sách khác biệt với chính phủ đương nhiệm, tập trung nêu vấn đề về nghi ngờ xoay quanh ứng cử viên tổng thống Lee Jae-myung, như nghi ngờ dự án phát triển phường Tây nhấn mạnh ông Lee hoàn toàn không có tư cách để trở thành tổng thống. Ứng cử viên Shim Sang Chon tập trung chỉ trích hai đảng lớn, còn ứng cử viên An Choi Su nhấn mạnh bản thân mình trong sạch, không có vấn đề về đạo đức và đề án thay thế chính quyền đương nhiệm. Trong buổi tranh luận lần này, ba ứng cử viên còn lại tập trung công kích nghi ngờ xoay quanh việc vợ ông Yi jae myung sai việc vặt một nhân viên của chính quyền tỉnh Gyeonggi -ki khi ông Yi còn giữ chức tỉnh trưởng. Trong ngày mùng 3 tháng 2, ông Yi đã ra văn bản xin lỗi về nghi ngờ này. Xin lỗi nhân viên nói trên vì đã không phát hiện và ngăn chặn được những việc mà vợ ông đã làm. Ông Y cũng cam kết sẽ tự ý thác làm rõ nghi ngờ vợ ông sử dụng thẻ của văn phòng tỉnh trưởng vào việc riêng. Đảng Sứ mạnh Quốc dân cũng đã hối thúc ông Y làm rõ sự việc lần này.